Đây là chương trình Phật Pháp của Thái Thâm Má trên mạng Internet qua Pao Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ đến 2 giờ sáng. Con Thanh Thủy kính đảnh lễ chư Tông Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022, Phật lịch 2565, đề tài hôm nay, môn học Pali 1, phẩm song đối, giá mắt cá vắt cá, kệ số 7 và 8, Hòa Thượng Tuệ Siêu biên soạn và giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Phật Ngài dạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật chúng cúng chánh viếng tri Minh Hạnh tốt thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều tự tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiền thuyết Đức Phật hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm tiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn Phật diệu hạnh tịnh hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tăng trị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điệp vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan đi. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì, dạy hạnh biết lạc tru trong thiền. Thiên đã vân tập xin tùy nghị phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng triều quyên đức cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính trên Phạm Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức và đại chúng. Bài học hôm nay môn học Pali Pháp Cú 1 phẩm song đối, giá mắt cá quắt cá, kệ số 7 và 8. Duyên sự, hai bài kệ số 7 và số 8 này được Đức Phật thuyết khi Ngài trú tại khu rừng Simpa, Sims ở Sê Tấp Giá, do câu chuyện của hai sư huynh đệ Maha Kala và Chula Kala. Trong thành Sê Tấp Giá có ba anh em nhà thương buôn, người anh cả Maha Kala và người em út Chula Kala thường đi tứ xứ để buôn hàng hóa, còn người em thứ hai thì ở nhà trông coi việc bán hàng. Ngày kia, hai anh em thương gia Maha Kala và Chula Kala đi buôn đến thành Sawatthi. Những ngày dừng chân ở đó, thương gia Maha Kala có dịp được nghe Đức Phật thuyết pháp, phát tâm xuất gia, bèn giao lại cho người em tất cả các xe hàng hóa để xuất gia theo Đức Phật. Nhưng Chula Kala không chịu và cũng theo anh xuất gia luôn. Sau khi thọ đại giới, người anh thì chuyên cần tu tập thiền định, ngủ nơi mộ địa quán tử thi, đề mục bất tịnh, nhanh chóng chứng quả A-la-hán với 6 tháng trí. Còn người em thì biến nhát, không tu tập nên không thành tựu được gì. Ít lâu sau đó, Đức Phật cùng chúng tỳ kheo tu hành rời Sawatthi đi đến Sê Tấp Giá và dừng chân trú tại rừng Simsapa ở ngoài thành Sê Tấp Giá. Gia quyến của tôn giả Chula Kala nghe tin Đức Phật và chúng tỳ kheo đã về Sê Tấp Giá
bèn cử người đi đến thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà thọ thực. Chu Lá Ca Lá xin về nhà ngày trước để chỉ bảo người nhà chuẩn bị đón tiếp Đức Phật và tăng chúng. Các bài giờ cũ của tôn giả Chu Lá Ca Lá đã không theo sự chỉ bảo mà còn áp đảo tôn giả Xả Y và Hoàng Tục nữa. Sáng hôm sau, Chu Lá Ca Lá cùng gia quyến cung đón Đức Phật và Chư Tăng đến nhà thọ thực. Gia quyến của tôn giả Maha Ca Lá thấy vậy cũng cung thỉnh Đức Phật và chúng tỳ kheo. Hôm sau đường, họ nghĩ sẽ bắt tôn giả Maha Ca Lá về, nhưng một tỳ kheo khác được cử đến chỉ bảo công việc trai tăng nên họ cơ hội. Hôm sau, Đức Phật và tăng đến nhà thọ trai, xong Đức Phật dạy tôn giả Maha Ca Lá ở lại để thuyết pháp chúc phúc cho thân quyến. Chư tỳ kheo về đến chỗ ngụ, mới bàn tán việc Chu Lá Ca Lá bị gia quyến uy hiếp hoàng tục. Nay sẽ đến tôn giả Ca Lá, Đức Phật trấn an chư tỳ kheo. Chu Lá Ca Lá xuất gia mà biến nhát không tu tập, tâm yếu kém mới bị ma uy hiếp. Chứ Maha Ca Lá đã đoạn trừ mọi lậu hoặc, tâm kiên cố như núi đá thì phiền não ma không thể uy hiếp. Rồi Đức Thế Tôn thuyết hai bài kệ này: Supa Nupasni Sin, Quý Ha Ranh Tăng, vân vân. Nói về trưởng lão Maha Ca Lá, khi Đức Phật và Chư Tăng ra về, trưởng lão bắt đầu thuyết pháp phúc chúc cho gia quyến. Các bài giờ cũ chất vấn và bao dây áp đảo ngài phải xả y hoàn tục. Trưởng lão dùng thần thông biến mất và hiện ra đảnh lễ Đức Thế Tôn, chánh văn. Supa Nupassin Viharan Tăng Yên Khri Yê Su Asan Yú Tăng Pô Chánh Nam Hí Ám Mát Tăng Nhung Cú Si Tăng Hí Ná Vi Rí Văn Tăng Quê Pasahati Maro Hoa Tô Rút Khăn Quá Đức Bá Lăng Tham Má Bá Đá Bảy Asupa Nupasin Quý Ha Ranh Tăng In Quý Dê Sú Sú Săn Dú Tăng Pô Chán Nằm Hí Chám Mắt Tăng Nhung Sát Thăm A Rắc Thá Quy Rí Văn Tăng Quê Nắp Pasaharati Maro Vato Xê Lăng Quá Pắp Bá Tăng Thâm Má Bá Đá Tám Thích Văn. Supa Nupassin, đối cách số ít của danh từ hợp thể Supa Nupassi. Supa cộng Anupassi, người nhìn cái đẹp, thấy thân là đẹp, thấy đời là đẹp. Quý Ha Ranh Tăng, đối cách số ít của Quý Ha Ranh Tá, hiện tại phân từ của động từ Quý Ha Ra Tí, trú ngụ, cư trú, sống trong. Ingrid Giê-xu, định sở cách nhiều của danh từ trung tính Ingrid Giá, trong các căn, đối với các căn quyền. Asan Dú Tăng, đối cách số ít của tính từ hợp thể Asan Dú Tá, Ná cộng Săn Dú Tá, quá khứ phân từ của động từ tí, không đóng kính, không thúc liễn, không thu thúc, không phòng hộ. Pô Chánh Hí, định sâu cách số ít của danh từ trung tính Pô Chánh Ná, sự ăn uống, việc ẩm thực. Ám Mắt Tăng Nhung, đối cách số ít của tính từ hợp thể Ám Mắt Tăng Nhu, Ná cộng Mắt Tăng Nhu, không biết tiết chế, không biết tiết độ, không biết dừa chừng. Cú Si Tăng, đối cách số ít của tính từ Cú Si Tá, lười biếng, biếng nhác. Hy Náo Quy Rí Văn cũng viết
Hy ná quy lý văn, đối cách số ít của tính từ hợp thể. Hy ná quý lý giá, hy ná cộng quý lý giá, kém siêng năng, thiếu chuyên cần, không tinh tấn, giải đãi. Tăng, đối cách số ít của chỉ thị đại từ tá. Nó, người, quê, bất biến từ, chắc chắn, thật sự. Pasahati, động từ hiện tại ngôi thứ ba số ít. Pasahati, pá cộng căn sát, cộng á, áp đảo, uy hiếp, xô đẩy, khống chế. Maro, chủ cách số ít của danh từ nắm, ma rá. Má, kẻ quấy phá, điều ác xấu, điều phá hại. Wato, chủ cách số ít của danh từ nam tính, qua tá. Gió, cuồng phong. Rút khăn, quá, hợp âm, rút khăn. Ý quá, rút khăn, đối cách số ít của danh từ nam tính, rút khá, cây, thảo mộc. Ý quá, bất biến từ, dí như, tỉ như. Đúc bá lăng, đối cách số ít của tính từ đúc bá lá. Đúc cộng bá lá, yếu ớt, không mạnh mẽ. Asutha, đúc bát mi sinh, đối cách số ít của từ hợp thể. Asupa, đúc bát si, Asupa cộng. Anupasin, quán bất mỹ, nhìn cái không đẹp, tùy quán đề một tử thi. Susan, đối cách số ít của tính từ hợp thể. Susan, du tá. Su cộng săn du tá, khéo phòng hộ, khéo thu. Mách tăng nhung, đối cách số ít của danh từ hợp thể. Mách tăng nhu, mách tá cộng nhu, người biết vừa phải, biết tiết chế, biết tiết độ. Tham, đối cách số ít của tính từ sách thá. Sách tha cộng ná, có lòng tin, có niềm tin. Arat tha quy ri văn, cũng viết arat tha quy ri văn, đối cách số ít của tính từ hợp thể. Arat tha quy ri giá, arat tha quy cộng quy ri giá, có sự chuyên cần, nỗ lực tinh tấn. Nắp pasaharati, hợp âm ná, pasaharati, không áp đảo, không uy hiếp, không khống chế. Xê lăng quá, hợp âm xê lăng, ý quá. Xê lăng, đối các số ít của danh từ nam tính. Xê lá, đá tảng, đá khối. Pháp bá tăng, đối các số ít của danh từ nam tính. Pháp bá tá, núi, ngọn núi. Diệt văn, người sống nhìn tịnh tướng, không thu thúc các căn. Ẩm thực không tiết độ, biến nhát, thiếu chuyên cần. Mau uy hiếp kẻ ấy, như gió lay cây yếu. Pháp cú bảy, người sống quán bất tịnh, khéo thu thúc các căn. Ẩm thực biết tiết độ, có lòng tin chuyên cần, mà không uy hiếp được, như gió thổi núi đá. Pháp cú tám, chuyển văn. Maro về supa nút bát sinh quý ha răng tăng in quý dê sú asa chú tăng hô tháng năm hí ấm mắt tâm nhung cú si tăng hi na quý ri văn tăng pasahati wa to ý quá lúc ba lần rút khăn. Ma sẽ uy hiếp người mà sống nhìn vẻ đẹp, không phòng hộ các căn, không biết tiết độ trong ăn uống, lười biếng và thiếu tinh tấn, giống như cuồng phong thổi ngã cây yếu ớt vậy. Namaro ve asupa dupasing quý ha rành tăng in quý dê xú xú xăng du tăng phô chán năm hí mắt tăng nhung sát thăm a rắc tha quý rí văn tăng pasaharati wato yếu quá xê lăng pắp ba tăng chắc chắn ma sẽ không uy hiếp được người mà sống quán bất mỹ.
khéo phòng hộ, ăn uống biết tiết chế, có niềm tin, có sự chuyên cần, ý như gió không lay động được ngọn núi đá. Lý giải. Có năm thứ ma, ma rá. Một, ngũ quẩn ma, khanh thân ma rá. Hai, thắng hành ma, abhisankhara ma rá. Ba, tử thần ma, mắt chú ma rá. Bốn, phiền não ma, ký lê ma rá. Năm, thiên ma, quê rá bút tâm ma rá. Ma rá, má, dùng trong hai bài kệ 7 và 8, nói lên thứ phiền não. Nói lên thứ phiền não ma, ký lê xá ma rá. Căn bản bất thiện là tham sân si. Hai bài kệ này có điều được nói đến là Supa Nupassing, người nhìn tịnh tướng, và Asupa Nupassing, người quán bất tịnh. Người sống nhìn tịnh tướng là thấy thân này đẹp, là thấy thân này là đẹp, cuộc sống này là đẹp, ngũ dục là hấp dẫn. Người sống quán bất tịnh là niệm tưởng đề mục bất mỹ, đề mục tử thi. Đức Phật thuyết kệ ngôn như thế hợp với ngữ cảnh, vì đề cập tới hai lối sống của hai huynh đệ xuất gia. Người anh là tôn giả Maha Kala, chuyên tu tập thiền quán niệm tử thi ở Tham Ma Mộ Địa, quán bất tịnh, quán bất mỹ, được chứng A La Hán. Còn người em là Chu Lá Ca Lá thì không tinh tấn tu tập, nên tâm phàm tục dễ bị sa ngã. Nên hiểu rằng, dù tu tập bất cứ đề mục nào, thân quán niệm xứ, hay thọ quán niệm xứ, hay tâm quán niệm xứ, hay pháp quán niệm xứ, nếu những chánh niệm tỉnh giác đều có thể chứng đắc đạo quả cả. Và khi đạt đến Niết Bàn rồi, thì các bậc lậu tận không còn bị phiền não ma uy hiếp nữa. Giống như ngọn núi hay đá tảng lớn không bị cuồng phong lay động. Còn một vị xuất gia mà không tinh tấn tu tập pháp môn gì, tâm thả theo các cảnh trần, thích ăn uống ngủ nghỉ, tâm người ấy trở thành yếu đuối như lau sậy, dễ bị gió thổi ngã. Phiền não ma sẽ dễ dàng xâm nhập và tấn công vị ấy. Biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Tuệ Siêu. Sau đây chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu thuyết giảng bài học hôm nay. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng. Anh là một Bồ Tát. Kính đại lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tụng Đức. Con học trong rừng, thân chào quý và quý cô tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay lớp Pali Pháp Cú chúng ta học bài kệ 7 và 8. Hai bài kệ này ý nghĩa cũng rất rõ ràng, không có gì khó khăn thì chúng ta để hiểu. Nhưng có một vài điều mà chúng ta phải lưu ý. Khi Đức Phật ngài thuyết một cái bài kệ nào đó, chúng ta phải hiểu ngài thuyết theo ngữ cảnh và nguyên do câu chuyện của ai ngài thuyết để cho nó hợp
nó hợp lý. Còn về pháp á, thì chúng ta phải hiểu rộng ra. Thí dụ như ở đây trong hai bài kệ, tại sao Đức Phật Ngài lại nói đến cái vấn đề Sufa Đức Phật Sinh Vi Haran Tâm? Người sống nhìn tịnh tướng, vân vân. Tăng Quê Bát Sa Tít Ma Rô Qua Tô Rút Khang của Đức Bà Lăng Ma Huy Hiếp Kể Dư Gió Lại Kỳ Yếu. Rồi câu thứ 8, Asufa Đức Bát Sinh Quy Hara Tăng, vân vân. Về nắp bát sa thi ma rô qua tô xê lăng quân bắp bát tăng, ai sống quá bất tỉnh mà không quy hiếp được. Như gió thổi núi đá, thì ở đây chúng ta phải hiểu không phải là Đức Phật Ngài nói rằng chỉ có tu tập quán bất tịnh mới trở thành một bậc tâm kiên cố giải thoát, mà thì não ma không có uy hiếp được. Không phải như vậy. Bởi vì ở đây trong cái câu chuyện chúng ta đọc cái duyên sự thì chúng ta biết người anh là Mahakala sau khi xuất gia thọ giáo cái đề mục tu thiền quán từ nơi Đức Phật, tức là cái đề mục quán tự thi. Vị này mới chuyên sống về cái hạnh Đầu Đà ở nơi Tha Ma Mộ Địa, chuyên cần nỗ lực và hệ có tự thi người chết, gia đình đem xác bỏ vào đó thì cái người giữ mộ địa đã cung thỉnh người này Mahakala đi đến để người quán niệm. Sau khi nhìn quan sát, người trở về cái tỉnh thất của ngài và ngài suy niệm về tử thi. Cứ như thế, ngài chuyên tâm quán niệm cái đề mục mà anh xuất phát, Kamathana, gọi là đề mục bất mỹ. Ở đây là ngài Hòa Thượng Tịnh Sự thì ngài dịch cái 10 đề mục anh xuất phát là 10 đề mục bất mỹ, chứ không xài cái chữ bất tịnh. Bởi cái đề mục bất tịnh đó chúng ta dễ bị nhầm với đề mục 32 thủy trược quán thân bất tịnh, 32 thủy trược. Còn cái này bất mỹ tức là 10 loại tử thi, như là tử thi có màu sắc xanh xanh tái, tử thi bị sình trương, tử thi bị nứt nẻ, tử thi bị rửa, hay là tử thi bị chặt nhiều, hoặc tử thi bị thú gặm nhấm,
hoặc là tử thi, rải rác cái đầu ở chỗ này, cái sọ đầu ở chỗ này, tay ở chỗ kia, chân ở chỗ kia nữa, hoặc là tử thi chỉ còn là bộ xương trắng, khi mà 10 địa ngục tử thi đó nhìn vào thì nó không còn đẹp nữa, dầu cho xác chết đó, cái tử thi đó trước đây là một hoa hậu, nhưng mà bây giờ cái xác không tâm thức, để lâu ngày thì nó cũng sẽ biến hoại và nó trở một cái gì đó đáng ghê tởm, cho nên mới gọi là bất mỹ. Thì tôn giả Mahakala, ngài quán niệm như vậy, tinh tấn như vậy, chứng lâu ngài đã chứng quả là hắn. Còn người em trai của ngài là Chua Lắc Ca Lá nghĩ rằng ta phải xuất gia theo người anh, người anh cả, để có cái cơ hội, có dịp ta sẽ kéo anh ta ra. Do vậy Chua Lắc Ca Lá mặc dù đã xuất gia nhưng không có cái sự tha thiết, không có niềm tin, không có sự tinh tấn để tu thiền định, không có quán niệm một bất mỹ giống như người anh. Và ăn uống thì vô độ, cho nên khi mà Đức Thế Tôn cùng chúng tỳ kheo rời khỏi Sawatthi và du hành đến Siyatapya, là nơi quê hương của hai vị tỳ kheo này, gia quyến của tỳ kheo Chua Lắc Ca Lá được nghe tin đó, họ mới tính toán rồi cho người đi đến khu rừng Sinh Sư Ba của một gần thành Xê Tắc Giá, nơi mà Đức Thế Tôn cùng chúng tỳ kheo cư ngụ, và Thánh Đức Phật cùng chúng tỳ kheo về nhà ngày mai để cúng dường Phật thật. Thì chân giả Mahakala ngài mới bảo tỳ kheo Chua Lắc Ca Lá là ông sư đệ ngài đi về nhà trước để lo sắp đặt ngồi và chỉ vẽ cho mọi người phải làm cái cuộc lễ tri tăng cho nó đúng, cho nó đúng cách. Khi mà tỳ kheo Chua Lắc Ca Lá trở về nhà thì những người vợ cũ ở đây, trong chú giải nói rằng là ba anh em Chua Lắc Ca Lá là ghẻ mốt đó, thì có hai bà vợ, còn cái người em giữa là Mahakala thì có 4 bà vợ, còn riêng người anh cả Mahakala tới 8 bà vợ rồi, vì họ là người thương buôn giàu có. Cho nên hai bà vợ cũ của tôn giả Chua Lắc Ca Lá
không có chịu vâng lời chỉ dạy, chỉ bảo, và lại đi đến hỏi ông xuất gia có xin phép chúng tôi chưa. Rồi xuất gia xong bây giờ ông về đây ông chỉ tay năm ngón như vậy, vân vân. Họ nói xong rồi họ áp tới y tôn giả Chu Lắc Ca Lát, vì không có sự thiết tha trong cái việc tu tập đó, vì xuất gia, cho nên Chu Lắc Ca Lát cũng không có chống cự gì, và đó như là theo cái ước muốn của mình. Chu Lắc Ca Lát sẵn sàng cởi bỏ y cà sa để đắp lại, đem lại bộ đồ người cư sĩ. Đoạn hoa mặc lại đồ cư sĩ, chẳng thẹn thùng chi, chẳng hổ hang. Rồi cùng với gia quyến, Chu Lắc Ca Lát cùng với gia quyến lo sắp xếp chuẩn bị sáng hôm sau đó trước Phật và chúng tỳ kheo. Thì gia quyến là tám bà vợ của ngài Mahakala nghĩ rằng chúng đó chỉ có hai bà mà còn lôi được ông chồng của mình trở về sống gia đình, chúng ta ở đây tới tám người thì tại sao chúng ta không làm được việc đó. Thế là họ bèn đi đến đến cùng Đức Phật ngày mai thỉnh Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo về nhà chúng con được trai tăng để cúng dường. Đức Phật đã nhận lời. Thì ngài Mahakala ngài mới nhờ một vị tỳ kheo khác đi về nhà trước buổi chiều để chỉ bảo cái công việc sắp xếp chỗ ngồi cho Đức Phật và các vị trưởng lão, các vị đệ tử, thì dần dần đến các vị tỳ kheo vô vân. Người trai tăng cả hàng trăm vị tỳ kheo, cho nên sắp đặt cái chỗ ngồi chỉ có bậc, chỉ có vị xuất gia ở trong tăng chúng mới biết sắp xếp như thế nào là phải lẽ. Và khi vị tỳ kheo lạ đi về nhà thì tám bà này không có cơ hội, đành phải lần theo sự sắp xếp để sáng lại mới đón Đức Phật và chư tăng về. Và khi Đức Thế Tôn đã ăn tay rời khỏi bát, chư tăng của vị, thì lúc bây giờ những bà vợ đó mới đến đảnh lễ Đức Phật và xin Đức Thế Tôn cho phép tôn giả Mahakala ở lại để thuyết pháp phúc chúc cho tiến độ dụng như thuộc. Mấy bà nói như vậy, Đức Phật ngài dạy tôn giả Mahakala hay ở lại, chư tăng sẽ về trước, ngài sẽ về trước. Và khi mà Đức Phật và chư tăng đi về tới khu rừng Sinh Sapa thì các vị tỳ kheo lại và bàn luận. Tỳ kheo Chu Lắc Ca Lát có hai bà mà đã bị bắt về, vừa tục về nhà rồi, nay Đức Thế Tôn lại để cho tôn giả Mahakala ở lại sau thì tám bà không dễ gì buông tha, và sợ e rằng ngài chống cự không nổi, không nổi. Nhưng mà Đức Phật ngài đi đến, ngài nói với chư tăng rằng là
không có cần lo lắng điều đó, vì hai thức sống khác nhau. Chulakala thì xuất gia miễn cưỡng, cho nên xuất gia xong không có cái sự tinh tấn, không có cái sự thu thúc cách căn, sống biến nhát, không có chuyên cần, cho nên dễ dàng bị phiền não nó uy hiếp tấn công. Còn con trai của Như Lai là Mahakala thì chuyên thường thiền quán, có sự thu thúc đến tiến độ ẩm thực, có niềm tin nơi Phật pháp và sống chuyên cần để nạp đến cứu cánh giải thoát. Vì đó không thể bị phiền não ba chi phối, cũng ví như cái núi đá kiên cố, tận cùng không nào có thể lay chuyển được. Đức Thế Tôn đã thuyết như vậy, rồi Ngài đọc trên hai đề kệ trên. Nói về tôn giả Mahakala, khi mà ở lại ngày thuyết pháp thì họ không có nghe, và họ bao vây Ngài, họ chất vấn Ngài. Xin chừng là họ không thể tiếp độ được, nên khi họ sát lại thì Ngài đã dùng thần thông biến cũng như đó và hiện ra trước mặt Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn trong cái niềm quan hỷ của chư tăng. Thì chúng ta đọc qua như sự đó thì chúng ta sẽ rõ biết nội dung của bài kệ này đến Đức Phật đã thuyết. Lời này, bài kệ thứ 7 là ngày đề cập đến Chulakala. Còn bài kinh, bài kệ thứ 8 thì ngày đề cập đến tôn giả Mahakala. Và chính vì vậy mà trong bài kệ Đức Phật đã dùng chữ Asufa Nupassin Viharantan là người sống quán bất mỹ, là quán tự thi, là người để chỉ cho tôn giả Mahakala là chia sống ở Tham Ma Bộ Địa và quán niệm tử thi, địa mục tử thi, vân vân. Thì đã chứng được đạo quả A-la-hán thì ma không có uy hiếp được. Ma ở đây chữ ma rá, nếu mà nghĩa với nó có năm nghĩa, nhưng mà ở đây là chữ ma rá này để nói đến khi lì xem mắt, tức là phiền não ma. Ở trong kinh điển cái chữ ma rá mà chúng ta đọc âm là ma, khi nãy chữ ma rá chúng tôi mở một đơn chúng tôi để chữ ma, thì phần tế MC đọc tiếng Bali là chữ mắt. Cái chữ ma tiếng Việt của chúng ta nó không có dấu cho nên đọc chữ mắt, cho nên ma rá mắt, không phải ma rá mở một đơn ma, chúng ta phải đọc như thế. Thì ở đây chứ, chữ ma rá có nghĩa là phá hoại, là làm cản trở, gây chướng ngại, vân vân.
nó có nhiều nghĩa. Vì vậy cho nên nói ra thì có năm thứ ngũ quẩn ma khatamara. Khatamara bởi thân ngũ quẩn này nó luôn luôn có cái sự biến hoại đổi thay, hàm ý cái nghĩa giống như ma có cái sự biến hóa khôn lường vậy. Nói hình ma avisan karamara là để chỉ cho cái hành vi tạo tác là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nó sẽ chi phối phân loại chúng sinh của ưu thắng hạ liệt, như cái câu mà Đức Phật này gọi rằng cam sati quy phát cho tí gia đi đăng hiền nắp bên đi ta gia tí, nghiệp phân loại chúng sinh của ưu thắng và hạ liệt. Chính cái thắng hạnh avisankhara vô đơn, cái sự sinh tử luân hồi. Bởi vì ở đây chúng ta có cái chữ avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya vijnana, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên trên sắc, duyên sắc lục nhập vân vân. Thì cái chữ sankhara đó, một là apunya phi sankhara, là phi phục hà, là chỉ cho cái nghiệp bất thiện. Vunya phi sankhara phúc hành, là chỉ cho nghiệp thiện dục giới và nghiệp thiện sắc giới. Và anencha phi sankhara là nghiệp thiện vô sắc giới, đưa chúng sanh tái sanh về cõi phạm thi vô sắc vân vân. Thì như vậy chính hành đó, thắng hành đó duyên cho thức, thức tái sanh rồi thức danh sắc vân vân. Thì như vậy cứ phiền não luân trợ cho nghiệp luân, nghiệp luân trợ cho quả luân, và quả luân nó lại là môi trường cho phiền não luân, rồi cứ tiếp tục đi cái vòng xoay gọi bánh xe luân hồi đó. Cho nên giữa cái nghiệp thiện được xem như là ma, bởi vì nó quấy rối, nó quấy rối, nó làm cho tạo nên cái sự xáo trộn của cái cuộc luân hồi sinh tử. Rồi thứ ba là Machumara, là tưởng thượng ma, tức là khi mà chúng sinh sinh ra sống lớn lên rồi già rồi bệnh, rồi chính cái sự chết đó nó cướp cái sự sống, nó làm cho đổi đời, như vậy thì gọi là tưởng thần ma. Thứ tư gọi là phiền não ma kilesa mara, vì những cái phiền não như là tham sân si mạn nghi tà kiến vân vân, mà trong đó có ba cái phiền não gốc là tham lục pháp, sân đồ sát và si mô ha. Những cái thứ phiền não đó nó làm cho nên cái tính bất thiện, làm cho tâm bị ổn và khi mà đã có tâm bất thiện thì nó sử dụng cho hành động, nói, suy nghĩ theo ác nhất thiện pháp, và nó làm cho cái cuộc sống hiện tại, cuộc sống tương lai cũng sự xáo trộn. Như vậy phiền não cũng được gọi là ma. Và thứ năm gọi là thi ma,
Devakotamara hay là thi tử ma. Ma ở đây là chỉ cho, ma thứ năm này là để chỉ cho các cái vị thiên mà họ có cái tâm quấy phá những cái người tu hành. Như là ác ma mà hiện ra để quấy phá Đức Phật hay là quấy phá chúng tỳ kheo, chúng tỳ kheo ni. Mà hướng này cũng đã lâu rồi, chúng ta vẫn thường nghe mỗi ngày trong tư bộ kinh cái tương ưng ác ma. Và bây giờ chúng ta đang học về tương ưng tỳ kheo ni, là ác ma lúc nào cũng quấy phá. Cái đó, ác ma đó được gọi là Devakotamara thi ma. Quý vị khi mà chúng ta nói người tu là người rất dễ bị ma khảo, thì chữ ma khảo ở đây, chữ ma này chúng ta phải hiểu là do cái nghiệp nó khảo. Nghiệp ác ở trong quá khứ mình đã tạo thì nó quấy rối, nó trổ quả, nó quấy rối. Rồi phiền não ma nó khảo hay là thiên ma khảo. Nhưng mà trong bài kệ này, khi chúng Mara được đề cập đến ở đây, thì chúng giải thích lê xâm phiền não ma. Một người tu tập xuất gia rồi, nhưng mà cái tin của họ không khéo tu, yếu kém thì bị phiền não ma nó quật ngã được. Dù rằng chúng sanh đó có cái thể xác to lớn mạnh mẽ, nhưng mà cái nội tâm yếu đuối thì chính cái phiền não ma ở trong tâm nó quật ngã, làm cho người này bị rơi vào cái tình trạng nỗi khổ phiền toái. Cho nên khi mà chúng ta tu thiền pháp, chúng ta phải biết rằng là phiền não nó biến từ nguyên nhân gì. Người chúng thì không muốn để cho phiền não nó quật ngã được mình đó, thì chúng ta phải tu tập cái đó. Ở đây mỗi người tu tập của chúng ta cần phải chú ý là mỗi người chúng ta nó có cái charita, là cái cá tính khác khác nhau. Cái đó là cái sở đoản của mình. Có người thì ra cái tá, tức là tính ái, cái tâm lý ái nặng. Những trường hợp này thì mình phải tu tập như là quán bất mỹ, quán tử thi, hay là thân hành điện, quán ba mươi thị trược, hoặc là quán vô thường, vân vân, để không có bị luyến ái nặng, hay là quán về sự khổ, cũng giảm nhiệt
làm cho chúng ta bước đi cái sự liên an. Phải biết cái căn bệnh của mình, cái sở đoản của mình, để mà chúng ta tốt lọc và chúng ta bù trừ lại, làm cho mình trở thành có thế mạnh. Có người có tính sân gọi là đô sách chơi đất tán, là cái tánh nóng nảy. Một quý vị xuất gia mà không biết được cái nhược điểm của mình là cái tánh sân, cái người này cũng giống như người mà lội xuống nước mà sợ sóng, xuống nước nó có thể làm cho người này chết, người này bị nhận chìm. Thì như vậy những cơn sóng, chứ u mí ở đây đó là để chỉ cho cái tánh sân. Vì vậy cho nên người này tu tập là phải nhiệt tâm chuyên cần. Trước hết là phải an trú vào những cái đề mục vô lượng kiên, như là tâm từ, metta, tâm bi, karuna, tâm hỷ, mudita, tâm xả, upekkha. Hãy tu tập bốn cái phẩm trúng đó để mà làm cho cái sân tâm nó được giảm thiểu. Và nhất là người này phải tu tập tùy quán khổ dukkha nupassana. Khi mà tu tập tùy quán khổ thì cái sân tâm nó sẽ được giảm từ nhiều lắm thưa quý vị. Bởi vì thường xuyên quán sự khổ, cái cuộc luân hồi này sự đau khổ còn nhiều hơn nữa, chứ không phải chỉ có bao nhiêu thôi. Bao nhiêu sự khổ trong đời sống hàng ngày nó không có thấm thắt gì với cái khổ luân hồi đó. Cho nên quán nhiều cái sự khổ thì cái tâm mình nó hạn chế tâm sân. Ai mắng cũng được, ai chửi mình cũng được, ai nói xấu mình cũng được, ai làm cái gì hâm dọa cái gì mình cũng không có ngán, mình không có nhưng mọi nhiều là tại vì mình đã quán cái sự khổ rồi. Cái khổ đó không có thấm thiết gì hết. Cho nên người nặng về tánh sân đó thì phải cách để mà chúng ta khắc phục cái tánh sân của mình. Người nặng về tánh si moha cho đối tác phải biết để khắc phục về tánh si. Ở trong đó có những cái điểm mục, chẳng hạn như là quán về tùy biến của vô ngã, hay là niệm hơi thở, nhập xuất tức niệm chẳng hạn, để phổ thông cho cái đề mục phổ thông, để mà cái người có cái tánh si đi ngồi thiền hay nghe pháp mà cái tâm nó buồn ngủ giải dựa đi, hoặc là lơ đãng, không nghe không hiểu, hoặc là không tập trung được, thì như vậy là người có tánh si. Phải biết kiếm cái đề mục để mà mình tu tập. Bởi vậy cho nên tại sao chúng ta phải học những cái đề mục này? Nói thật ra, khi mà chúng ta xem ở trong thanh tịnh đạo, trong thanh tịnh chúng ta hiểu rõ năm cái cá tính đó và những cái đề mục tu tập để mà chúng ta khắc chế được, chúng ta trị được năm cái cá tính của mình, sáu cái tính của mình. Cái đó cũng hay thưa quý vị. Hay là cái chương thứ 9 của
thân pháp tập yêu luận Abhidhammasasana cũng có đề cập đến cái chương mà được gọi là Kamathana Sangaho Sangaha, tức là cái phần mà thoát yếu về về nghiệp xứ, cũng có đề cập đến những cái đề mục để mà chúng ta tu tập cho thích hợp. Chúng ta phải xem, chúng ta phải học, mỗi người phải học chiêu thức riêng của mình để trị cái bệnh của mình, cái khuyết điểm của mình. Người tính ái nặng, tính sân nặng hay tính si nặng, hoặc là tính tâm, là cái tâm mà bị phóng dật hay nghĩ ngợi mông lung, thiếu cái sự tập trung, thì cái đó là cái nhược điểm để cho phiền não nó tấn công. Người có cái tính tính, tức là cả tin, nhẹ dạ cả tin, cái gì cũng tin, thì cái này cũng là một cái nhược điểm, phiền não nó dễ tấn công nữa, thưa quý vị. Rồi có người thì cái tánh thông minh, các vị ngày xưa kia các vị hay dịch chữ Buddhicharita dịch là tánh giác, nhưng mà chúng tôi không có chịu dùng cái tiếng tánh giác. Hồi nhỏ thì mình xài nó, mình xài theo người ta, mình nghĩ là chắc hay, nhưng mà rốt cuộc thì bây giờ mình nghĩ là không phải. Nếu mà ở tánh giác thì tánh đó tốt chứ thưa quý vị, nhưng không, cái người nào cái tánh thông minh thôi, chữ Buddhi có nghĩa là thông minh, chứ không phải là chữ Buddha là giác ngộ đâu. Chữ châu nó cũng từ cái căn đó mà ra đó, nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái tánh thông minh. Có những người thưa quý vị, vì cái chính cái sự thông minh quá làm cho họ có tà kiến, thông minh quá làm cho họ dễ sanh hoài nghi khi họ đi đến với Phật pháp á, vì họ quá thông đi, cho nên khi mà cái thông minh đó là thiếu niềm tin thì rơi vào cái tình trạng gọi là hoài nghi pháp. Họ đọc kinh điển, thay vì người ta đọc kinh điển, người ta đọc người ta hiểu ra, người ta quan hỷ, còn đằng này họ đọc thì họ sẽ tìm thấy cái chuẩn hỏng, không rõ nghĩa, tối nghĩa, vân vân, cái bắt đầu họ có sự nghi ngờ. Và chính vì vậy cái tánh thông minh làm cho họ cản trở họ cái việc mà tu tiến. Thì bây giờ một người mà họ có cái tánh thông minh đó, thích sinh luận, thì người đó họ phải biết khắc phục, họ phải tiếp khắc phục cái nhược điểm của họ. Thì như vậy trong cái bài kệ này, mặc dù Đức Phật giải thuyết là ma, phiền não ma không có uy hiếp được với người mà sống ổng bất tịnh hay quá bất mỹ là quán tự thi, nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu trong đó là vì ngài thuyết theo cái ngữ cảnh của đề cập đến tôn giả Mahakala, chứ không phải là chỉ có mỗi một ngõ đi vào cái con đường giải thoát là quán tự thi không. Chúng ta phải hiểu chúng ta tu tập có thể nhiều nhiều đề mục tùy theo cá tính của mình, thì như vậy chúng ta mới đạt được, chúng ta mới có thể đạt được kết quả tốt trong cái việc mà chúng ta tu tập. Còn những trường hợp khác thì ở đây cũng vậy, đương nhiên mà xuất gia thì phải là thu thúc lục căn, phải khéo thu thúc các căn mắt tai mũi lưỡi thân vĩ. Khi thấy, nghe, ngửi, đếm được một suy nghĩ thì phải có cái chánh niệm để
ngăn chặn được tham ái và sân hận nó sinh khởi do thấy người nếm đụng suy nghĩ đó, đó là khéo thu thúc các căn. Rồi phải biết tiết độ trong ẩm thực, phô trên âm hí mắt tanh nhu. Ở đây là ăn uống phải biết vừa phải vừa chừng, ăn vừa đủ no, vừa đủ để mà nuôi mạng thôi, chứ không ăn quá no. Không nên có sự mê đắm trong cái việc ăn uống. Rồi lại nữa phải có đức tin, sắp thăng. Rồi phải có chuyên cần Arathakwiriya. Ở đây đó, chúng tôi cũng nhắc thêm cho quý vị, nhắc thêm cái chỗ này trong cái bài của chúng ta đó. Thì hồi nãy đọc thì chúng tôi không có cách nào để chúng tôi nhận được. Thí dụ như cái câu vừa nói rằng là hina wiriyam hay là aratha wiriyam, mở ngoặc cũng viết hina wiriyam, cũng viết là hina wiriyam, như vậy đâu nó đâu khác nhau. Nó đâu khác nhau gì đâu. Rồi quý vị xem ở trong bài đó, quý vị sẽ cho rằng này, chúng tôi lẩn thẩn và lẩn thẩn. Ở ngoài cũng hina wiriyam, wiriyam. Và trong hoạt đơn cũng viết là hina wiriyam. Ở chỗ này chúng tôi muốn nói là trong bài kệ là hina wiriyam, wi trường âm, cũng viết là hi na quý ri dân là đoạn năm, dân là đoạn năm. Tại sao vậy? Là bởi vì theo cái thể kệ là phải cái âm bằng cách, cho nên cái chỗ này để cho dễ kệ, dễ ngâm kệ đó, thì cái chỗ này người ta thêm cái trường âm gọi là quý ri dân. Nhưng mà thực ra chữ quý ri dân mới đúng, chữ quý ri dân trong từ điển mới đúng. Và cho do đó cho nên cũng viết là đó, cái chỗ đó sư tỳ tri đọc hai cái chữ đó sư thấy à? Ừ, chữ ngoài là hi na wi ri dân, cũng viết là hi na wi ri dân, thì như vậy nó đâu khác nhau đâu. Cho nên ở ngoài đó, trong bài kệ đó là hi na wi, chữ wi là trường âm, thì cũng viết là hi na wi ri dân. Sư sửa lại dùm coi, cũng viết là hi na quý ri dân. Khi mà mình chú thích cái từ gọi là hi na quý ri dân thì cũng viết là hi na quý ri dân. Không, cái chữ đầu cứ để nguyên là hi na quý ri dân, hi na quý ri dân, đừng quy giá. Khoan đã, cái chữ cái đầu thì nó quy ri dân, rồi với mở ngoặc cũng viết là hi nó quy ri dân, xong rồi mình mới giải thích đón cách số ít của tính từ hợp thể hi nó quy ri giá. Là đúng rồi đó, chỉ dứt qua tam. Những cái tam là đúng rồi. Thì Aratha Viriyam cũng vậy, Aratha Viriyam mở ngoặc cũng biết là Aratha Viriyam, Aratha Viriyam. Cho nên chúng tôi cũng rất là khổ, bởi vì những cái chúng tôi viết, chúng tôi soạn những giáo trình để giảng dạy thì phần lớn là chúng tôi viết Pali nhiều, cho nên khi mà in ra chúng tôi rất ngại là sẽ in sẽ bị lỗi chính tả sai đi. Có một điều ở trong một cái quyển
lực ghi tưởng quát của chúng tôi hồi xưa đó. Thì có cái cô tu nữ, cô Diệu Tịnh, cô ở Phước Sơn, cô đi, cô nhận lời để cô dạy cho mấy vị sa di mới tu bài kinh Quán Tưởng Acamaya. Cái cô nghĩ rằng là hãy lấy mấy quyển kinh khác sợ Bali nó không ổn, chỉ có cái quyển mà của Tỳ Kheo Giác Giới mà in ra trong luật ghi tổng quát thì nó Bali bảo đảm đúng vậy. Nhưng mà đến sự khi dạy ở trong đó, nhà in họ in cũng có những chỗ sai sót đó, thế là cũng gặp cổ mắng vốn chứ tôi quê quá chừng. Nhất rằng mình ăn cơm thì thế nào cũng đổ, nhưng mà tại vì cái tánh của chúng tôi là phụ toàn cho nên chúng tôi cũng khổ tâm về cái việc đó lắm, nhưng mà không biết làm sao. Thì trở lại vấn đề thưa quý vị, là đây những cái pháp mà Đức Phật Ngài thuyết ở trong hai bài kệ này, một là giới hạn trong khuôn khổ của bài kệ cho nên không có nói dài được, quá lắm là 8 câu hay 6 câu, chứ thường bài kệ thì 4 câu. Và thứ hai nữa là vì ngữ cảnh Ngài đang đề cập đến nhân vật đó cho nên Ngài thuyết Asufa Nupa Sinh Quy Hà Đăng Tăng là một, Indri Xuất Xuất Sân Vô Tâu Xuất Sân Vô Tăng là hai, Phô Cha Năm Hí Chấm Bách Tây Dung là ba, Sát Thân A Rá Thác Quy Dân là năm. Một là nói đến Ngài Mahakala, Tôn giả Mahakala là người sống quán tử thi, thu thúc khéo thu thúc các căn, có sự tiếp độ trong ẩm thực, có niềm tin và có sự chuyên cần, đó là năm pháp. Do đó cho nên khi mà Ngài về nhà thì tiến vào vợ cũ không thể nào mà uy hiếp Ngài được, bắt lột y Ngài được, không thể. Còn Tôn giả Chu Lắc Ca Lá đó thì Xuất Phát Nước Bách Sinh Viharam Tăng là sống nhìn tịnh tướng. Nhìn tịnh tướng ở đây tức là tâm thả trôi theo dục lạc của trần, thấy đời là đẹp, nghĩa là sống lạc quan, lạc quan với cuộc đời. Giê-xu à Săng Vu Tăng tức là không có thu thúc cách căng, Phô Chân Nằm Hí Âm Nhất Tây Nhung tức là không có tiếp điện trong việc ẩm thực, Cú Si Tăng tức là biến nhát, Hì Ná Quỳ Đi Văn là thiếu chuyên cần. Thì cái chỗ này đó, biến nhát thiếu chuyên cần nó cũng chỉ là một pháp thôi, cho nên ở đây dễ bốn pháp. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến cái quy trình tu tập của một vị tỳ kheo đạt đến sự giải thoát đó, thì nó có nhiều. Như ở trong cái bài kinh Asapura Sutta, bài kinh Sớm Ngựa hay bài kinh Mã Áp Đại Kinh đó, ở Trung Bộ thì ở đây Đức Phật Ngài dạy vị tỳ kheo trước hết, vì sa môn tỳ kheo thì trước tiên là phải thu thúc trong giới bổn,
sau đó là thu thúc các căn, rồi tiến độ ẩm thực. Rồi xuống đời thành vắng. Thì chắc ngự năm triền cái. Chính mà trú được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi đoạn trừ các cái lồng quật. Mới đưa đến sự giải thoát. Biết qua là hắn. Thì như vậy phải trải qua những cái công đoạn này được xem là cái quy trình tu tập. Ở đây nói tóm lại là khi mà chúng ta học hai bài kệ pháp cú này thì chúng ta phải hiểu được thì não ma nó sẽ tấn công một cái nội tâm không có sự tu tập, tức là không có trú ở trong một cái đề mục thiền quán nào hết. Hai là thu thúc phòng hộ, sống không có sự tiến độ và sống thiếu cái chuyên cần, tức là thiếu cái sự tinh tấn, thì vậy mà vì hiếp. Thì bây giờ mình nắm nguyên tắc là tu tập mình phải có sự tinh tấn, trước hết là mình phải có niềm tin nơi tam bảo rồi đã. Vô tu là chúng ta phải có niềm tin, mà không có niềm tin thì chúng ta không có tu được. Thứ hai nữa là chúng ta phải có sự tinh tấn. Hai cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta là chuyên cần để chúng ta hành thiền quán với cái điều một đầu cũng không biết nó thích hợp cái cá tính của mình. Rồi thu thúc các căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi biết tiết độ trong cái việc ẩm thực ăn uống. Cái điều này gần như là một điều căn bản. Thu thúc trong giới bộ, thu thúc các căn khi thấy nghe ngửi nếm được suy nghĩ, và tiết độ trong cái việc ẩm thực. Những cái đó chúng ta nghĩ là nó thường, nhưng không phải thường là thú vị. Cái phẩm hạnh căn bản như vậy mà không được thì nói chi là cái việc mà tu thiền chỉ và thiền quán là không xong. Mà tu thiền chỉ và thiền quán không xong nữa thì như vậy là cái tuệ đắc đạo quả không có tiến triển. Và nếu mà không có tiến triển đắc đạo quả thì phiền não ma nó dễ xâm nhập. Cái này đơn giản thôi thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta học bài kệ pháp cú, nếu được gọi là học thuộc lòng kệ pháp cú thì phải học thuộc đúng theo nguyên văn, đúng theo mạch văn. Nhưng đến khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta lý giải và để chúng ta đem ứng dụng trong đời sống tu tập thì chúng ta phải hiểu. Trường hợp này Đức Phật đã thuyết trong cái ngữ cảnh đó đề cập đến nhân vật đó, nhưng mà chúng ta phải hiểu thêm, hiểu rộng. Chứ chúng ta nghe nói như vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi là chúng ta nghĩ rằng
để cho tâm của mình kiên cố như núi đá, thì não ma nó không có uy hiếp được. Thì bây giờ mình phải bỏ hết những cái đề mục mình tu hồi nào đến giờ, quán vô thường, khổ đau, vô ngã, bỏ hết. Rồi chúng ta bắt đầu đi tìm cái tử thi để mà chúng ta niệm, niệm tử thi Asupa Nupassana. Cái đó sai thưa quý vị. Ngài Mahakala thì Ngài chuyên hành cái đó, thì Đức Phật Ngài mới thuyết về cái đó. Còn khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quán cái gì cũng được. Thế mà thân quá niệm xứ này ra, thì đâu phải chỉ có đề mục tử thi mới là thân quá niệm xứ đâu. Chúng ta quán niệm hơi thở cũng là thân quá niệm xứ. Niệm đại quay nghi, tiểu quay nghi, hay là niệm 32 thể trược, cái đó cũng là thân quá niệm xứ, cũng được hết. Hoặc là chúng ta tu tập niệm thọ quá niệm xứ, thân quá niệm xứ, pháp quá niệm xứ, được hết. Thì xin có một vài chia sẻ với quý vị về cái bài lễ Pháp Cú hôm nay. Chúng tôi chỉ trình bày về nghĩa lý, còn các cái từ ngữ Pali thì ở trong bài có sẵn và đã được nghe đọc rồi đó. Khi nào mà quý vị muốn đọc đó, thì quý vị hãy muốn học Pali thì quý vị hãy xem lại trong đó. Bây giờ cái chỗ này chúng tôi sẽ đọc lại cái bài kệ để quý vị nghe, rồi sau này quý vị đọc theo. Supha nupassin viharantang indriyesu asangutang pho chanam hi amatanyum Kusipuhina wiryam tangwe pasati maro wato rukhang wadupalam. Bài kệ số 7. Chữ JV đó thưa quý vị, đọc là chữ vá, vú tăng, sự vú tăng chứ không phải vú tăng. Hồi nãy cô Thanh Thủy đọc chữ vú tăng. Nhiều không hiểu tại sao chữ quý đi chăng cũng chữ V mà cô đọc là chữ quý đi chăng được, mà chữ xuất sung quốc tăng đọc chữ muốn không được, đọc chữ vú. Chúng ta hãy chú ý chữ đó. Asufa nu bát sinh vi haran tăng in đề duy xuất xuất sung quốc tăng phô chẩn năm hi chẩn mắt tăng dung sát thăng Aratha Viriyang tăng quê nắp và sát tí ma rô và tô xê lăng và bắp và tăng. Ở đây thì chúng ta quan trọng là chúng ta chỉ đọc cho đúng chữ thôi. Còn khi mà muốn kệ đó thì chúng tôi phải tìm đến những cái vị như là các vị nên chư tăng vô tích lan rồi đó, thì các vị đó kể rất là hay. Còn xưa nay đó, Phật tử chúng ta muốn đọc sao đọc học trong cái râm pháp cú kinh đó, để chúng ta đọc 10 người là chúng ta đọc theo 10 kiểu, chúng ta ngâm kệ theo 10 cái râm pháp cú. Chẳng thà chúng ta đọc trên chúng ta được có ngâm, bởi ngâm sai đó thì nghe nó kỳ lắm thưa quý vị. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Thưa quý vị, khi nãy thì chúng tôi cũng muốn kể cho quý vị nghe nhưng mà thôi. Đấy, khi nào có dịp rồi chúng tôi chỉ cho quý vị cái cách, hay là quý vị thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng kệ Hòa Thượng
cũng thường tiếp xúc trao đổi với chư tăng Thích Liên nhiều, và thường chị sẽ chỉ dạy cho quý vị cái cách kệ, và chúng tôi chỉ kệ theo cái cách truyền thống, thì như vậy cũng sẽ làm cho quý vị hơi khó nhớ. Bây giờ xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Đẳng chia sẻ thêm cho bài học ngày hôm nay, và nếu được thỉnh Hòa Thượng hướng dẫn cho các Phật tử đọc lại cái bài kệ này. Phật tử đang có sự thiết tha mong đợi kính thỉnh Hòa Thượng. Sa thú kính thỉnh Hòa Thượng Tiểu Sư. Bạch Hòa Thượng Tiểu Sư, trước khi mà kể đó, thì để xin thỉnh Hòa Thượng hoan hỷ. Có một vài ý kiến về một số các cái bản dịch, về số bản dịch mà nó hơi ngược lại với cái mà cách mà chúng ta hiểu qua các cái bản dịch ngày xưa cũng như hôm nay đó. Thứ nhất là chúng ta thường thấy trong các bản dịch đó là ai sống nhìn tịnh đứng hay ai sống quán bất tịnh đó. Thì ở trong 8 cái bản dịch tiếng Anh đó, thì 6 bản dịch cái chữ mà Suvanupassi, Suvanupassi giống theo cái lời giải của Hòa Thượng, không phải là nhìn tịnh tướng hay quán bất tịnh đó, mà là sống theo thị hiếu. Dạ, sống theo thị hiếu tức là ai sống theo thị hiếu tức là sống theo đi tìm sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Rằng chúng ta quen cái chữ xuất phát dịch là tịnh hay bất tịnh, nhưng mà trong tiếng Việt mà mình nói rằng sống nhìn tịnh tướng hay sống quán bất tịnh đó, thì nhiều khi người ta hình hiểu sai đi. Nhưng mà trong các bản dịch tiếng Anh đó, thì họ đều nhấn mạnh là cái lối sống Supha Nupasi là sống theo cái thị hiếu và theo cái thị dục của mình, mình đi tìm cái gì mình thích. Và nếu mà chúng ta lấy chữ Á thì chữ Á này đó nó là một cuốn định từ cho nguyên bản cụm từ đó, tức là không ai sống không có chạy theo thị hiếu. Và cũng theo các bản dịch này đó, thì cái gọi là sống theo thị hiếu á, nó gồm là không có phòng hộ cách căn, nó gồm cả cái chuyện mà ăn uống không tiết độ cho ăn uống, nó bao gồm cả chuyện mà sống tiêu cực không biến nhát, và sống tiêu cực biến nhát. Thì những cái 4 cái pháp sau đó là nó lại là một cách đi vào chi tiết hơn với cái câu đầu là sống theo thị hiếu và sống không theo thị hiếu. Ở đây thì Hòa Thượng có thể nào xác định rõ cái chữ mà Supha Nupassin đó, mà chúng ta nói là sống theo thị hiếu, và Asupha Nupassin là sống không chạy theo thị hiếu, thì cái hiểu của các dịch giả như vậy có được xem là hợp tình hợp lý theo cái bản dịch không? Xin kính thỉnh Hòa Thượng quay trở lại. Lâu vô của thầy giá, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Thật ra thì chúng tôi cũng rất là khổ tâm ở trong cái vấn đề, không phải là khổ tâm cái gì, nhưng mà có điều là trong cái câu nói Đức Phật này thuyết là tùy theo ngữ cảnh, tùy theo cái nhân vật. Ở đây thì chúng ta thấy quá rõ ràng, nhưng mà do vì các vị dịch giả, các vị kiến thức rộng quá đi, cho nên các vị mà suy diễn lung tung như vậy,
thành ra làm cho nó mất đi cái tính chất nguyên thủy, hay nói cách khác tức là nói như vậy đó thì giống như là Đức Phật ngài thuyết lạc đề, đề cập đến người này mà ngài lại nói theo cái kiểu chung chung như vậy thì người ta sẽ không chấp nhận được. Còn ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng, trước hết là khi mà đề cập đến cái chữ Asupa Anupassana, Anupassana là tùy quán, Asupa ở đây rõ ràng cái này là 10 đề mục bất mỹ. Asupa là 10 đề mục bất mỹ, là 10 đề mục tử thi ở trong 40 đề mục, trong đó có 10 đề mục Asupa là 10 đề mục bất mỹ, là không có đẹp, là chỉ cho 10 cái loại tử thi. Mà tại sao ngài thuyết là 10 loại tử thi ở đây? Là vì đề cập đến một nhân vật mà đã tu tập đạt đến cái chỗ mà dầu cho gia quyến 8 bà vợ kia có tấn công thì cũng tấn công không nổi. Là tại vì đối với vị đó Đức Phật ngài thuyết cho các tỳ kheo nghe, vì Mahakala từ hồi xuất gia là đã chuyên tâm sống đầu đà ở Tham Ma Bồ Địa và chuyên cái đề mục quán tử thi, cho nên chứng A La Hán rồi. Thì khi mà đề cập đến hai cái cách sống của người anh là chuyên hành thiền quán đề mục tử thi, cho nên đạt đến cái trạng thái tâm kiên cố như vậy. Nhưng mà người em thì ngược lại cái đó, thì thay vì nói Asupa Anupassana thì bây giờ nói Supa Anupassana thôi. Ngài chỉ dùng cái chữ Supa Anupassana, chữ Supa là đẹp, Asupa là không đẹp. Và chữ Asupa ở đây là chỉ cho 10 điều mục tử thi, thì chữ Supa không là đẹp đó. Thì chúng ta nhìn cái gì? Nhìn cuộc đời là đẹp, nhìn thấy cái thân này là đẹp, nhìn các cái dục lạc là hấp dẫn, thấy đời là đẹp, thấy thân này là hấp dẫn, thấy dục lạc ngũ trần là hấp dẫn, thì cái đó gọi là xuất phát. Nó rộng hơn chút xíu. Nhưng mà chữ Asupa lúc bây giờ đó thì chúng ta phải hiểu các vị mà suy diễn ra đó thì cũng không phải là sai, nhưng mà có điều là chúng ta nói ở đây là Đức Phật ngài, tại sao ngài thuyết ngài nói chỗ đó, là vì ngài đề cập đến Mahakala, tôn giả Mahakala, và cái đề mục tu tập để chứng quả La Hán của tôn giả Mahakala, tức là đi một Asupa Kammathana, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn cái gì là thị hiếu, chạy theo thị hiếu của con, thì cái chuyện đó nó xa quá, rộng quá, chứ cũng có thể hiểu theo cái kiểu đó được. Nhưng mà hiểu theo cái kiểu đó thì chúng ta nhớ thế này nè, ai sống quán cái chữ sống, chữ quý hà răng tăng ở đây có nghĩa là trú, cái tâm an trú ở trong cái đề mục nào, an trú trong cái đề mục nào, an trú trong cái đề mục nào, thì ở đây trong chữ Anupassana, Anupassi là người quán, người tùy quán, nhưng mà Anupassana tức là cái đề mục tùy quán. Thì bây giờ không thể nào nói là người sống quán không theo thị hiếu. Nghe như vậy thì rõ ràng, nếu mà chúng ta nói người sống
không chạy theo thị hiếu, vậy là chúng ta bỏ cái chữ anubhassi đi. Nếu vậy là vị đó bỏ cái chữ anubhassi không dám dịch, bởi vì dịch nghe nó kỳ quá. Không lẽ để người sống quán không chạy theo thị hiếu thì nghe nó kỳ quá, lượm thượm quá. Cho nên ở đây đó, cái chữ xuất phát mà được ghép với chữ anubhassi đó, thì rõ ràng là ở đây là tùy quán tự thi. Tùy quán thì một tự thi chứ không nói gì. Khi mà phân ngữ nghĩa thì tự chúng ta thấy rõ ràng. Vì chúng ta chạy theo quá xa và chạy theo cái này, lúc là chúng ta chạy theo thị hiếu, là các vị ở trong thật ra thì chúng tôi không phải dám chê gì các vị học giả, nhưng mà các vị đó nói như vậy các vị cũng có lý do của các vị, nhưng mà bản thân chúng tôi không thích vậy. Thì chỉ là sống theo theo cái gì mà kinh điển, thật sự là kinh điển truyền thống thôi. Cho nên trong vấn đề chúng tôi miễn bàn, xin thỉnh và thượng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Bích Hòa Thượng tự siêu ra. Thật ra cái chữ Sufa, Sufa Nupasin, mà chỉ là tùy quán tịnh đứng ấy, thì cái chuyện đó nghe nó kỳ cục lắm. Ở đây đâu có ai tùy quán tịnh đứng hay Hòa Thượng thấy không? Nhưng đối với Chulakala mà gọi là tùy quán tịnh đứng, thì cái chữ Sufa gì là tịnh đứng nó đã sai rồi. Tình, đây là cái thị dụng tịnh đứng, và cái chữ Sufa Nupasin nên dịch là sống mà với sống với cái nhìn theo thị dục thì nếu thì nó hợp lý hơn là sống mà tùy quán định tướng. Không biết Hòa Thượng nghĩ sao về chữ đó. Và cái câu sau rõ ràng nói người là một cái người sống á thì chỉ chạy theo cái đẹp, sắc đẹp, tiếng hay, mùi ngon, mùi thơm bị con xếp lại. Và khi mà chúng ta nhìn cái tịnh tướng á thì cái chữ tịnh nó rất là sai nghĩa ở chỗ này. Quý Hòa Thượng có thấy như vậy không? Chữ xuất phát ở đây đó có thể nói chung là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm bị con xếp lại. Kể cả cái chú thích mà các ngài thường dạy rằng nếu thí dụ như một nhà sư mà cái chuyện đi tiếp khách khứa, phần tử đến chợ tiếp khách đó, thì cái đó cũng là một cách tôi sống đi theo làm cái gì mình thích, và các vị khuyên là mình đừng làm cái gì mình thích. Còn khi mà chúng ta nói rằng Sufa Nupasin là tùy quán tịnh tướng, Asufa Nupasin là tùy quán bất tịnh đó, thì Hòa Thượng có nghĩ cái nghĩa nó hẹp quá không? Bây giờ ở đây cái mạch văn nó thấy rõ ràng là mình sống theo cái mình thích và mình sống không theo cái mình thích. Dạ, Viharati sống theo, nhưng mà sống theo cái nhìn vào cái gì mình thích, thì có lẽ là chúng ta nên mở rộng hơn một chút. Tại vì nếu chúng ta không mở rộng á, thì ngay cả như nói là Chulakala mà sống tùy quán thì tình tướng á, thì không biết Hòa Thượng thấy kỳ không? Thật sự là khi mình hiểu rất kỳ, thì xin thỉnh Hòa Thượng trả lời Hòa Thượng cho ý kiến về điểm này. Còn ra đó thì không có ai mà nói rằng quán tịnh tướng, bởi vì cái chữ tùy quán hay chữ quán ở đây đó là trong cái nghĩa rất là tích cực, trong cái nghĩa thiền định. Cái chữ Sufa Nupasin thì nên là nhìn, sống nhìn tịnh tướng. Nhưng mà cái bài kệ số 8 Asufa Nupasin thì phải là sống quán bất tịnh, nghe nó hay hơn. Cho nên phải nói rằng là cái mạch văn và cái ngữ nghĩa đó, chúng ta chỉ cần hiểu sai đó, hay là chúng ta hiểu lệch đi, hoặc là chúng ta làm cho nó biến chất đó, nó không còn nguyên nghĩa ban đầu, thì làm cho cái do làm cho cái lời dạy của Đức Phật nó bị biến nghĩa. Cho nên ở đây chúng tôi không dám hiểu thêm cái gọi là, thật ra cái chữ thị hiếu mà chúng ta xài ở đây đó, thí dụ bây giờ chữ Sufa Nupasin mà dịch là nhìn hay là chạy theo thị hiếu, thì ở trong đó không có cái chữ nào mà để dịch là chạy theo thị hiếu. Nếu một phương từ ngữ nghĩa thì do đó cho nên cái này cũng chỉ là do chúng ta suy diễn ra rồi chúng ta lập thành,
cái mạch phân khác đi, chứ còn cái chữ Bali, cái chữ Sufa nó có sinh. Nếu mà chúng ta nói thấy vĩnh ra, hay là thật ra cái chữ lạc quan á, thì chúng ta xài cái chữ đó có thể là nó dùng hơi sát hơn. Người nào sống lạc quan, tức là nhìn cái đẹp, nhìn thấy cái đẹp. Chữ quan có nghĩa là thấy. Và chữ xuất phát đẹp hay là lạc thì cũng tạm tạm gắm ghé được. Còn cái chữ ở xuất phát, lúc ta sinh chúng ta nói là không chạy theo thị hiếu, thì trong trường hợp này là nó xa, nó rất xa. Mặc dù chúng ta gọi là nới rộng, nhưng mà cái nới rộng đó chúng ta làm cho đi cái văn và cái nghĩa của Phật vô. Cho nên ở đây thật sự chúng ta không dám, khi mà chúng tôi dịch kinh sách thì chúng tôi không dám mở rộng. Bởi vì nếu mình nới rộng ra như vậy, có nhiều bản dịch thưa vị, khi nới rộng ra quá cái làm cho mất cái chữ của Pali, mất cái chữ của Pali, và có thể làm cho người khác bị hiểu lầm. Thí dụ như hôm nay chúng tôi có soạn cái bài kệ, mà ở trong bài kệ đó, trong chú giải có giải thích Đức Phật Ngài ở tại Chetavana, Ngài nghĩ đến tôn giả Mahakasapa, Ngài nghĩ là hôm nay thì nó quý hà rì nó mà mắt puto viharati, hôm nay con trai của ta trú trong cái loại an trú nào, thì ngài mới thấy là vị đó ở trốn ở trong thi nhãn. Ngài dùng thi nhãn, tôn giả mà cách sáng ngài dùng thi nhãn để ngài quan sát, ngài quan sát cái sự sinh tử của chúng sinh. Thì như vậy thì được trú trong loại an trú nào, ở trong đó, đó thì ở trong cái bản dịch của ngài Pháp Minh đó thì ngài dịch là con trai của chúng ta, con trai của ta, tức là Đức Phật ngài suy nghĩ là tôn giả Kassapa đó, con trai của chúng ta, con trai của ta đang trú tại tịnh xá với vị nào. Quý vị thấy nó sai một trời một. À, thấy chữ quý hà rì đá, cái quý hà rá ngày dịch là tịnh xa, ngực kỳ đá là với ai dịch là vậy. Chúng tôi lắc đầu luôn, chúng tôi nói thôi chết rồi, dịch cái chữ này Pali dịch kiểu này là chết, chết ngắt. Cho nên đó, khi mà nói Sufa Đức Phát Sinh với Haran Tăng mà dịch là sống theo thị hiếu, thì cái đó chúng ta xài cái nghĩa nôm na thì được, không có gì là sai. Nhưng mà xài nghĩa nôm na được, mà nếu dịch theo từ đó, thì chúng tôi không có chấp nhận được. Bởi vì cái chữ thị hiếu mà xài chữ xuất pha nước bất sinh thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng hẹp nghĩa chứ không phải là rộng nghĩa đâu, không phải rộng nghĩa chữ Sufa nước bát sinh này. Nghĩa chăng cái chữ Sufa nước bát sinh ở đây Đức Phật nói như vậy là bởi vì để cho nó đối lại với cái bài kệ thứ 8 Sufa nước bát sinh, chỉ đóng lại thôi. Cho nên ngài xài chữ Sufa nước bất sinh mà không xài cái chữ khác, chúng tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà thật ra thì nói gần nói xa qua nói thật là khi mà đi vào trong room để mà giảng Phật pháp á, xưa đến nay cái các tu nguyện của chúng tôi là làm sao mà để trình bày về ý nghĩa Phật pháp
để cho các Phật tử có cái niềm tin hướng theo đó mà tu tập. Cho nên dần dần chúng tôi cũng rất là mệt mỏi trong cái vấn đề là phải mổ xẻ, phải tranh luận với những cái từ ngữ, những cái bản dịch chỗ này chỗ kia. Làm như vậy thì khiến cho Phật tử khi mà nghe xong không có ngã ngủ rồi đâu hết, và họ cảm thấy họ chán. Cho nên chúng tôi chỉ muốn tình nguyện như vậy. Xin tỉnh và thường trở lại. Dạ, sa thú kinh truyền của thường thầy sư. Thứ vị thì thực ra trong các bản kinh của cú á, lâu lâu cũng có một vài điểm như là câu vừa rồi, mà câu trước đây mà chúng ta học là người khác không hiểu biết ở đây ta bị diệt, ai hiểu điều này sẽ được tự nhiên tin. Tại vì chúng tôi nêu ra câu này là tại vì thật ra đôi khi nó có rất nhiều cách hiểu khác nhau. Nhưng mà thứ vị trước đây thì chúng tôi vẫn thấy một điều là nếu chúng ta dịch gọi là chữ một á, là xú phá mà mình là cái đẹp, cái tốt mà cái gì là tỉnh, rồi xú phá anupassi tức là nhìn theo, dạ, hay là thấy nhìn theo cái gọi là ai sống nhìn tỉnh đứng á, thì chúng tôi không biết quý vị sao chứ ở trong tiếng Việt Nam mà quý vị mới nghe chữ ai sống nhìn tỉnh tướng á, thì chúng tôi thưa quý vị là quý vị sẽ hiểu sai, dạ, hiểu sai lầm. Mà ở đây nó có rõ ràng, nó có như vậy là cái chữ Supha Nupassin Viharati. Viharati ở đây là mình chỉ cho cái sự sống, sống theo, tức là mình sống, dạ, mình sống mà luôn luôn sống với thị hiếu, sống với thị hiếu, sống với thị dục, tức là ăn, thấy cũng muốn thấy sắc đẹp, nghe cũng nghe tiếng hay, mũi mũi người thơm, vị ngon, xúc lạc, vân vân, thì cái đó là Supha Nupassin. Nên thường có một cái chất dịch nhất định, chữ đó là dịch từ chữ đó. Nhưng mà thật ra thì chúng tôi nghĩ rằng trong trường hợp này đó, có lẽ những cái bản dịch khác thì họ cho chúng ta một cái nhìn tương đối là nó rộng hơn. Ngày xưa thì chúng tôi đọc kinh bản Việt Nam thì cũng nói là ai sống nhìn tình tướng và không nhiếp hộ các căn. Thì chúng tôi tưởng đâu là cái nhìn tỉnh tướng đó là một pháp, và bốn cái pháp sau nữa là bốn cái là đồng cộng năm pháp. Nhưng mà theo trong các bản dịch mà chúng tôi có dịp so sánh đó, thì là bốn cái sau là nó giải thích cái chữ, ví dụ như mình không nhiếp hộ các căn, tức là mình cũng sống theo thị hiếu, mình ăn uống không có tiết độ của mình chạy theo thị hiếu, và mà mình sống theo cái sự buông thả quỷ hoại, cũng là chạy theo cái, tức là sống theo cái thị dục, tức là sở thích cá nhân của mình. Thì thật ra xin chú tới điều này đó là do ở trong các cái thiền viện đó, các vị thường dùng cái câu này để là một ở trong những câu mà các vị thiền sư hay nhắc chúng ta trong đời sống hàng ngày đó, là phải làm thế nào mà chúng ta ở trong một cái tư thế khi mà đối diện với phiền não thì chúng ta có thể đủ cái lực để đối diện lại. Thì chúng tôi phải thật là chúng tôi phải cố chấp như vậy. Nhưng mà như ngày xưa chúng tôi đọc bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu á, như đó là gió lai cây yếu, thì chúng tôi nghe bình thường, nhưng mà sau này chúng tôi nghĩ lại là thật ra chúng ta nên dịch là như gió mạnh cây yếu. Gió mạnh và cây yếu thì nó hợp với chỉ lai nó chỉ là lai nhẹ thôi. Ở đây thì ở trong bản dịch bản chính này nó không có chỉ lai nhẹ như vậy, mà ở đây đúng là gió với cây yếu và gió với thạch sơn. Thành ra chúng ta có thể hiểu điều này một khẳng định hơn. Nhưng mà thật thì ở đây quý vị thấy nó có một cái một vấn đề là khi chúng ta đọc cổ văn á, mà đặc biệt là trong văn suy đó, ấy văn xin lỗi văn bằng cái văn gatha đó, thì quả thật là có nhiều cách giải thích khác nhau, mỗi người hiểu một kiểu. Một người có thể học hiểu là bốn câu đầu là chỉ năm cái pháp, dạ, chỉ năm pháp, nhưng mà một người khác thì hiểu rằng câu đầu đó, nó là một cái câu nói chung, và bốn cái pháp nói sau đó là bốn cái pháp để mở rộng ra ý nghĩa của câu đầu. Đây cũng là vấn đề mà nhiều khi mỗi
Tuy người có cách nhìn, mỗi người có cách hiểu, thì chúng ta phải đành về thôi. Bây giờ thì chắc thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ, giờ Hòa Thượng đi nghỉ, mà không biết là quý vị có thấy Chư Tăng có vị nào khác vào trong việc thấy có Thượng Tọa Tự Quyền rồi. Thượng Tọa Tự Quyền, có nghe được không? Không biết Thượng Tọa Tự Quyền có nghe được không? Đến Tọa Tự Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu đầu tiên. Chắc Thượng Tọa Tự Quyền không nghe được. Quý vị ở đây thì chúng tôi muốn tiếp theo lời của Thượng Tọa Siêu Đệ đối với ý nghĩa của bài kệ này. Thì như chúng ta nghe trong bài kệ đó, là trong hai câu chuyện cho chúng ta thấy rằng có những lúc chúng ta phải đối diện với những cái thực tế mà nó gọi là thử thách. Và trong cái sự thử thách này, mà cái khả năng vượt qua thử thách, hay là khả năng mà chúng ta bị quật ngã với thử thách đó. Thử thách ở đây là, ở trong dùng danh từ này gọi là ma đó. Dạ ma ở đây chúng ta gọi là ma chứng. Thì nó tùy thuộc vào cái nội lực và nội lực của chúng ta. Thì Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta một cái điểm rất là tương đối rất là quan trọng. Dạ, điểm rất quan trọng. Mà tại sao có những người có cái nội lực mạnh và có người nội lực yếu, và điều này làm cho rất nhiều người chúng ta ngạc nhiên. Và sở dĩ chúng tôi nói rằng câu này thường được các vị thiền sư dạy ở trong các trường thiền, bởi vì các ngài luôn luôn nhắc cho những hành giả thấy được một điểm, đó là khi một người mà trong cái sinh hoạt hàng ngày, tức là ở trong cuộc sống đó, dạ, trong cuộc sống sự hoạt ngày ngày, mà người đó luôn luôn chiều chuộng bản thân của mình, thì cái sự chiều chuộng bản thân của mình, hay ở đây hồi nãy chúng tôi và Thượng Tọa Sư có bàn với nhà văn thảo với nhau về cái chữ gọi là Supha Nupassi và Asupha Nupassi. Supha Nupassi chúng ta hiểu là mình sống với cái chuyện mà luôn luôn nhìn vào, tìm vào, hướng vào và sống hướng vào cái gì là cái mình thích, cái gì đẹp. Cái này đó thưa quý vị, nó là một điểm rất là tế nhị. Khi nãy chúng tôi có nói với quý Phật tử là ngay cả một vị sư bầu chùa xuất gia, mà cái chuyện mà tiếp xúc cả lời email cho quý Phật tử, nó cũng là một cái chuyện bình thường thôi, nó không đối đo nặng. Nhưng mà nếu đó là một việc mình thích, và luôn luôn mình chỉ làm cái gì mình thích, mà cái gì mình không thích không làm á, thì nó lại là vấn đề. Dạ, nó lại là vấn đề. Tại sao mình thường tiếp khách, tại sao mình thường gặp Phật tử, tại mình thích Phật tử thôi. Cũng như quý vị thích điện thoại, thì cái đó nhìn điện thoại. Thì một cái người mà sống gọi là Supha Nupassin, điện hiểu đó, là sống theo cái gì mà mình thích, mà cái mình thích đó chính là cái phiền não mình. Và ở đây thì Đức Phật Ngài cũng nêu rất là rõ là mình thích cái gì, là mình không có phòng hộ cắt căn. Dạ, mình mở cửa ra để nhặt vào thành của mình. Dạ, những cái thứ đó nó có thể chi phối mình. Đồng thời, ở trong cái việc ăn uống đó, mình không có cái thái độ rõ ràng. Ví dụ như là nó có cái chừng mực, có cái vừa phải, chúng ta bỏ ra quá nhiều thì được, mà chúng ta quá đặt nặng chuyện đó. Thì về việc này, các vị thiền sư cũng lưu ý rằng ngay cả một bữa ăn đúng giờ, đúng chỗ, hoàn toàn hợp đạo, hợp pháp, hợp lý. Nhưng mà khi mình ăn đó mà mình không quán tưởng, thì cái đó cũng là một cách ăn uống không có tiết độ. Yeah. Chúng tôi nhớ có lần này anh Chan Cha ngày có nói rằng cho dù là mình ăn một ngày một bữa, ăn một ngày một chỗ và chỉ ăn trong bình bát thôi, nhưng mà thức ăn mà được đặt vào trong bình bát, mình ăn quá ngon mà chúng ta ăn một cách gọi là một cách hưởng thụ nhiều quá đó, thì coi chừng cái đó nó cũng là một cách và gọi là Supha Nupassi, tức là chúng ta cũng luôn chịu phiền não. Mà chúng ta luôn chịu phiền não, sống theo cái thị dục và thị hiếu đó, thì chúng ta cũng phải coi chừng là tới lúc phiền não tấn công mình đó, thì mình bị yếu đi. Hay hoặc giả là ở đây có đề cập đến một cái cuộc sống, và một cuộc sống tiêu cực,
cuộc sống tiêu cực và biến nhát, và biến nhát, và nó đối lại là một cuộc sống có niềm tin và một cuộc sống tinh cực. Thì cái đời sống tiêu cực á, và đời sống tiêu cực nó so với cuộc sống niềm tin á, là nó được biểu lộ qua đời sống là mình có gì để tha thiết và có gì để không tha thiết. Chúng tôi lấy một ví dụ như là một cái người xuất gia mà có cái chí hướng rõ ràng, có cái niềm tin rõ ràng, thì người đó luôn luôn có một cái tinh thần là muốn, dạ, muốn muốn tụng kinh, muốn học pháp, người đó muốn làm cái này, muốn kia, mình thấy người đó họ sống với niềm tin. Còn người sống không niềm tin là sống gọi là ẩu ơ dí dục, dạ, ẩu ơ dí dục, sống cho qua ngày đoạn tháng và sống không có lý tưởng, không mục đích gì cả. Thì cái chỗ này đó, nó hơi khó, nó cũng là một cái chữ rất là khó dịch, và là chữ cú si tá. Và cú si tá, cú si tá thường thường một số các bản dịch, kể cả bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, dịch là biến nhát. Và biến nhát, và cái chữ mà hi ná vi văn á là không có tinh cần, và chữ hi ná là nhỏ bé, là cái gì không có đáng kể, cái gì thấp kém. Thì thật ra hai chữ này tốt bằng nghĩa khác nhau. Chữ kushita đó được hiểu như là một cái cuộc sống mà mình có thể gọi là sống tầm thường, sống tiêu cực, sống không có lý tưởng, không có phấn, không có một cái gì để tha thiết thật sự. Và cái đời sống xác định nó ngược lại đời sống xác định, cuộc sống có niềm tin. Niềm tin là giống như là mình đang làm gì đó, mình đang sống như gì đó, mình sẽ có một cái hướng rõ ràng và có cái sự gắn bó tha thiết. Thì ở đó, ở dưới thì chúng ta nói sống có niềm tin và có nỗ lực. Còn ở trên là chúng ta sống tự động và biến nhắc. Và hai cái đó đối lập với nhau. Thì bây giờ mình nên hiểu đó là cái chìa khóa của một cái khả năng mà đối diện với ba chứng đó. Và nó nằm ở chỗ là chúng ta sống chạy theo thị dục hay là chúng ta không sống theo thị dục. Và đôi khi có những thị dục trong đời sống nó hoàn toàn hợp tình hợp pháp. Và ví dụ như là quý Phật tử cúng chiều dường vào chùa, cúng dường một cách đầy đủ rộng rãi, chư tăng có tiền bạc để xây một ngôi chùa thật đẹp, xây dựng những cái tình thất, những cái am thất thật tiện nghi, thì cái đó chưa phi luật đời lục đạo, nó có gì phạm luật đời lục đạo hết. Nhưng mà nếu chúng ta chạy đuổi theo điều đó thì có nghĩa là chúng ta sống theo cái thị hiếu của mình, và mình muốn cái gì cũng đẹp nhất, tốt nhất, được nhất. Và cái đó nhìn ở bên ngoài nó không có gì, nhưng mà thật sự nó làm cho đời sống nội tại của chúng ta nó yếu đi, và mình không thấy điều đó. Ở bên ngoài có nhiều khi nó càng vừa lòng đẹp ý, nó càng đúng ý thích mình đó, thì cái nội lực thì nó càng yếu. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta sống chỉ làm những gì mình thích, và do mình làm như mình thích đó, là mình to rập với cái phiền não của mình, hay là nó dẫn đến cái hệ lụy là một cái người sống theo những gì mình thích đó, thì mình sẽ không có khéo phục hộ các căn. Mình sống theo gì mình thích là mình sẽ ăn uống không có tiến độ. Mình sống theo những gì mình thích đó, thì mình sẽ không có đời sống bằng niềm tin, đời sống có tinh thần. Ở đây là cái mặt trái của vấn đề. Nên có những việc mà mình nhìn ở bên ngoài nó không có gì, nhưng mà trong lúc mà mình đi vào trong trường thiền đó, thì các vị thiền sư thường chỉ rõ cho mình là cũng có hai vị đồng thời vào hành thiền, nhưng mà có một vị đó thì vào hành thiền là nghĩ đến chuyện là mình tìm được một cái chỗ mà nó thanh tịnh, không có bị quấy rầy bởi vợ, bởi con, bởi hàng xóm, và mình tìm cái cảnh mà sơn thủy hữu tình. Tại vì cái am thất trong rừng, trong núi, mình tìm cái đời sống mà mình cảm thấy mình thích đó. Thì các vị thiền sư nói rằng coi chừng, nhìn ở bên ngoài thì có vẻ như là mình sống thanh tịnh, nhưng mà tất cả nó chỉ nói lên rằng mình đang sống theo cái ý thích của mình, chứ chưa hẳn là thật sự mình phấn đấu. Thành ra cái Supha Nupassi ở đây chúng ta nên hiểu là
cái người sống á, mà cái kiểu mà mình hướng về cái gì mình là vừa lòng đẹp ý mình thôi, và cái đó nó sẽ là có vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, nó làm cho chúng ta suy yếu. Chúng tôi có nói quý vị một điều là ngài Ajahn Chah đó, ngài có một cái, ngài có nhiều cái điều mà ngài nói trong cuộc sống là khi ngài đang tu tập đó, mà ngài muốn về Bangkok đó, thì ngài tự nói mình là bây giờ nó muốn không cho, không đi. Yeah. Còn khi nào ngài không muốn thì nói bây giờ không muốn thì đi. Hay thậm chí là có thời gian ngài kể là hồi ngài còn trẻ đó, cái tâm ngài bị chi phối người nữ nhân ghê lắm. Thật ra ngài quyết định là trong 3 tháng không có nhìn mặt người nữ. Yeah. Trong 3 tháng cư ngài không nhìn, luôn luôn mắt nhìn xuống. Ta cúng dường ngài chỉ nhìn xuống, rất cần nhìn xuống ngài không nhìn. Nhưng mà ngài cũng kể có một lần là trong lúc lơ đễnh, ngài vừa sau vài 3 tháng như vậy, ngài vừa nhìn lên đó, thì bỗng nhiên có bóng dáng của người nữ, mà người nữ lại có nhan sắc đó, thì làm cho ngài dao động rất là mạnh. Thì thưa quý vị, cái lối sống mà không có chiều theo thị hướng đó, tức là Đức Phật ngài dạy là đó là một lối sống không có theo lợi dưỡng. Cái chữ lợi dưỡng mà chúng ta thường dịch đó, ở trong tiếng Anh có chữ là indulgence, tức là mình cuộc sống mình muốn mình ở trong cái dục lạc. Nó cũng là một cách sống chiều theo ý thích của mình. Ở đây thì không hẳn là chúng ta luôn luôn nhìn cuộc đời một cách gớm ghiếc, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày đó thì chúng ta làm thế nào mà những gì mình chúng ta làm, những gì mà chúng ta sinh hoạt ấy, nó từ từ nó giảm thiểu đi cái tính cách là dù dùng với chính mình. Nó giống như là quý Phật tử mà có con nhỏ đó, nhận nuôi con lớn lên, và khi nuôi con á, và những đứa nhỏ thì nó có khuynh hướng là nó đòi cái này đòi cái kia, nó đòi lại mặc quần áo hiệu, nó đòi cái phone của nó phải là hiện đại, nó đòi cái máy computer phải tốt. Mà khi quý vị chiều theo con, chiều theo cái sự đòi hỏi con nhiều quá đó, thì thật sự con nó không tốt mà nó lại hư đi. Dạ, thành ra đôi khi chúng tôi biết rằng có những gia đình mà cha mẹ có tiền lắm mà con nó đòi chiếc xe tốt, thì cha mẹ chỉ cho một chiếc xe mà rất là căn bản, rất là vừa đủ, tức là nó không có bị dễ hư, chiếc xe đó có thể chạy được an toàn, nhưng mà không hoàn toàn cho chiếc xe đẹp để cho đứa con nó hư. Thì ở đây là cái chữ mà chúng ta cần phải hiểu, chữ supa nupassi và asupa nupassi. Dạ, cái chữ á là phủ định từ á, nó không phải chỉ là phủ định từ của chữ xuất phát không, mà chữ đó là phủ định từ của nguyên cả supa nupassi. Đây là cái chữ thế này. Hãy chúng tôi và hòa thượng Từ Siêu có một vài cái khác biệt trong cái nhìn đó. Dạ, tức là supa nupassi sống chạy theo cái mình thích, và cái asupa nupassi là mình không chạy theo cái mình thích. Thì khi mà chúng ta càng nuông chiều bản thân, chúng ta càng nuông chiều bản thân, thì lúc đó chúng ta cứ nghĩ là sống như vậy là sống mạnh, sống như vậy là sống tốt, sống như vậy là sống sống an lạc. Kỳ thật á, thì coi chừng cái sự nuông chiều bản thân á, nó sẽ làm tâm của chúng ta yếu. Và tâm yếu ở đây được Đức Phật thì ví dụ như là gió mạnh với cây yếu. Dạ, gió mạnh với cây yếu ở đây không phải là lai, không phải là nhẹ, mà gió mạnh với cây yếu là cái gì? Thấy khi nào mà gió mà thổi đó, những cái cây nào mà yếu thì cả đạp đi. Ở miền Nam thì có lẽ trong miền Nam ít có, nhưng mà ở bên Mỹ thưa quý vị, thỉnh thoảng có những cái có những lần ở trong năm mà gió mạnh thổi qua. Dạ, gió mạnh thổi qua, và khi gió mạnh như vậy đó, thì do có những gió mạnh thường xảy ra hàng năm đó, ở trong thành phố khi người ta trồng cây đó, thì người ta phải lựa không phải cây nào sống tốt mà cây nào nó ít bị quật ngã. Có những cây rất là dễ bị quật ngã, gió qua là quật ngã. Thì mặc dù bình thường nó có thể trổ hoa đẹp, bình thường nó có thể bóng mát thế này kia, nhưng mà cái rễ của nó không có chắc thì người ta không có trồng, bởi vì như vậy rất là dễ bị gặp vấn đề khi mà gặp những cái cơn dông lớn. Thì tương tự, mỗi con người mình nó phải có một cái nội lực, phải có cái bản lĩnh, phải có khả năng. Và cái khả năng, cái bản lĩnh đó nó được Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh gọi là
gió với núi tảng hay gió với núi đá, à, như gió như cuồng phong núi đá, tức là quý vị thấy rằng gió thổi thì khó có thể làm bay hòn núi được, nhưng mà gió thổi với cây yếu đó, thì thưa quý vị, cái cây yếu nó có thể làm cho cây yếu nó có thể làm cho nó có thể bị ngã bởi gió. Chúng ta vẫn thường trải qua những cái thử thách trong cuộc đời. Cái thử thách mà Đức Phật gọi là ma chướng ở tại đây đó, nó tuy là một cái trường hợp mà thường chúng ta thường tránh, nhưng mà ở đó nó cũng thường cho chúng ta thấy cái khả năng chịu đựng, cái khả năng dạ quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Hello. Hey, Mr. Bam. Speaking. Oh, xin hỏi quý Phật tử có nghe nói được không? Xin hỏi quý vị Phật tử có nghe nói được không? Thì thưa quý vị, trong câu chuyện có đề cập đến, trong cái dương sự đề cập đến trường hợp hai anh em đi xuất gia, một là Mahakala hay là Chulakala. Thì cái khởi điểm, cái khởi điểm của sự tu tập đó, nó có vẻ dường như là giống nhau. Thứ gì thì cái khởi điểm là hai người đều đi tu hết, nhưng mà rõ ràng là một người đi tu đó thì luôn luôn tìm cách sống một cái đời sống đúng nghĩa là đời sống phạm hạnh, sống khác hơn là cái thị hiếu, sống khác hơn cái bản năng thị dục của mình. Cái thị hiếu của chúng ta là gì? Là luôn luôn ưa thích với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc. Và ở trong Dhammapada Attakatha đó có ghi một cái chi tiết của ngài Mahakala, và cái chi tiết này đó nó cũng là một câu chuyện mà được nhắc lại ở trong các cái khóa thiền. Là thời bấy giờ đó, không phải là thời bấy giờ mà ngay cả ngày nay đó, người Ấn Độ đó, người ta có một cái cách đó, để đối với cái xác chết của con người gọi là điểu tán. Cái quan điểm gọi là điểu tán như vậy là con người sống á, thì có ăn con này con kia, thành ra chết á, thì mình đem cái thân mình cho con vật ăn, thành ra cho chim ăn. Nhưng một cách khác, điểu tán là một cách giải quyết cái xác chết đơn giản, tức là đem cái xác để một cái nơi gọi là bãi tha ma cho kênh kênh mà quả đến ăn. Quý vị biết kênh kênh mà quả là những cái con chim ăn xác chết nhiều lắm, và Ấn Độ quý vị đi gặp rất là nhiều. Thì những con kênh kênh mà quả này thường á là nó giải quyết, nó ăn các cái xác chết. Và cái bãi tha ma đó nó có thể ở giữa thành phố. Quý vị nào khi đi Ấn Độ, ở những nơi như Bồ Đề Đạo Tràng hay Mumbai, quý vị đi, chúng ta xin chỉ quý vị là nó có những
nơi mà họ xây cái bức tường rất là cao và cao giống như cái sân vận động, thì mình tưởng là ở trong đó có sân vận động, nhưng mà thật sự là trong đó là cái chỗ bãi tha ma. Và một người chết đó, họ quấn một lớp vải bên ngoài, quấn toàn bộ xác chết bên ngoài, và có người khi xác chết đó vào ở trong cái bãi tha ma đó. Thì trong bãi tha ma thường là có một cái người gọi là người canh giữ bãi cái tha ma, chẳng phải là họ canh xác chết gì, nhưng mà người này á là có một cái vai trò là hướng dẫn những người khi xác chết vào bỏ chỗ nào. Ví dụ như là không phải muốn bỏ chỗ nào bỏ, bỏ để cái xác ở sau nó không cản xác phía trước, và những cái xác nào mà bị chim ăn hết rồi đó, và cái phần nào chim không ăn được còn xương lại đó, thì họ gom lại một chỗ. Và cái điểm này thì người Việt Nam ít có quen lắm, nhưng mà người Ấn Độ thì có rất là thường. Bởi vì Ấn Độ đôi khi tăng lễ nó rẻ lắm, nó tốn tiền, kể cả tiền củi không có nữa. Và đồng thời là ngày xưa Đức Phật cho phép chư tăng là vào trong bãi tha ma đó lấy cái vải mà quấn xác chết á, và gọi là băng sculot để về làm y. Và cái vải đó khi người ta quấn xác chết, người ta quăng vào trong bãi tha ma đó, thì kể như là ai muốn lấy ai muốn làm họ không cần biết nữa, và không cần biết, họ quấn lên đem vải thôi. Thì chính Đức Phật của chúng ta, ngài đã từng có lần lấy cái vải trong bãi tha ma đó để mà mai Y Tăng Già Lê cho chính ngài, và vì sau này cái Y Tăng Già Lê đó được ngài trao lại cho ngài Mahakassapa. Thì thứ gì chúng tôi phải kể như vậy để quý vị hiểu rằng khi mà ngài Mahakala xuất gia theo Đức Phật đó, thì ngài có cái khuynh hướng sống là làm sao để tu dưỡng cái nội lực, tu dưỡng định lực, tuệ lực và chống lại phiền não. Và ngài lựa chọn bằng cách là ngài quán tử thi. Nên ngài vì là một người thương buôn, thì ngài hiểu việc lắm. Ngài đến với một cái ngài đến với một người giữ tử thi đó, ngài nói rằng bần tăng muốn có cơ hội để tu tập bằng cách là quán chiếu tử thi. Thì nếu có khi nào đó mà có một cái tử thi mà mới đưa vào còn nguyên vẹn, tức là chưa có ảnh hưởng gì đó, thì cho bần đạo biết. Vì trong cái quá trình đó là muốn theo dõi cái tử thi vừa mới chết, nó vẫn còn rất giống như người sống, cho đến khi cái tử thi nó hoại hẳn đi. Thì vài ngày sau, cái người mà chăm sóc tử thi đó lại đi ngang chùa và báo cho ngài Mahakala biết là mới có cái tử thi đem vào trong bãi tha ma. Mà cái tử thi này đó là cái tử thi của một tiểu thơ rất là kiều diễm, rất là đẹp. Dạ, rất là đẹp. Và vì bạo bệnh và mới chết thì ta mới đem vào, người Ấn Độ không giữ xác chết trong nhà lâu, thưa quý vị. Thì ngài nghe nói như vậy, ngài mới đi vào trong tử thi bãi tha ma đó, thì nhìn cái tử thi của cái kiều nữ vừa mới mất á. Thì quả thật đó là một cái người còn sống, phải là một người sắc nước hương trời, rất là xinh đẹp. Và ngài đã đứng lặng lặng như vậy, ngài nhìn tử thi đó, rồi ngài cảm ơn. Và ngày hôm sau, ngài cũng trở lại. Ngày hôm sau, rồi ngài lại trở lại. Và như vậy ngài trở lại nhiều ngày. Thì quý vị hiểu rằng cái xác chết đó, mà không chích một phim, xác chết mà không có làm gì hết, chỉ để ngoài thôi, thì thứ vị chỉ một hai ngày sau, do cái thời tiết nóng ở bên ngoài, thì nó lại bắt đầu nó ngã màu, rồi sinh, rồi trương, rồi nó biến dạng nhiều hình thức. Cuối cùng là nó bị chim, bị các con này con kia đục khoét, và nó trở nên rất là giống ghét. Thì nguyên cả một cái quá trình như vậy đó, từ lúc mà ngài nhìn cái xác mà đem vào rất là xinh đẹp, cho đến khi mà cái xác nó bị hủy hoại đó, thì ngài chứng quả A-la-hán, đoạn cuộc phiền não. Thì ở đây là một cái cách sống mà quân tập nội lực. Nói một cách khác, đó là một cái yếu tố then chốt, và yếu tố then chốt của sự tu tập đó, của người này khác người kia, là thể mình chiều mình riết mình hư. Dạ, chiều mình riết. Ví dụ như là một cái người xuất gia mà mình muốn trồng cây thì mình trồng cây, mình muốn ngủ thì mình ngủ, muốn thích thì mình thích, mình muốn đi chơi thì muốn đi chơi, muốn ăn thì mình ăn, muốn uống thì uống á. Thì nhìn ở bên ngoài nó chẳng có chuyện gì mà lớn chuyện hết, nhưng mà quả thật đó là một lối sống buông thả. Đó là một lối sống mà mình muốn cái gì thì chiều cái đó,
Và cái cuộc sống mà tự nuông chiều chính mình, Đức Phật gọi là cuộc sống lợi dưỡng. Và cuộc sống đó đó, nó sẽ biến cho mình trở nên yếu ớt trước cái ma chứng, giống như gió mạnh với cây yếu. Và hãy cây yếu mà gặp gió là nó ngã liền. Trong lúc đó thì để chúng ta có được cái nội lực thật sự á, thì cái cuộc sống của chúng ta không có sống theo cái gì mình thích, cái gì mình muốn, cái gì mình ưa. Mình muốn cái gì? Mình muốn cái gì đẹp nhất, cái gì tốt nhất. Kể cả trong đời sống tu hành của mình. Ngày trước á, chúng tôi nhớ rằng chúng tôi có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt khi qua sống chùa Ngài Thanh Cha. Thì đúng bây giờ ở Vatanachat á, có 47 cái âm thất, thưa quý vị. Dạ, âm thất, tại vì hồi mới cất ngôi chùa đó thì có 10 mấy thôi. Nhưng mà sau này Phật tử họ cúng trên đất á, thành ra cất. Và cái thất này qua thất kia nó cũng xa. Từ bên Mỹ mà mới qua bên đó thì mình thấy rằng ở trong những thất và họ cất cao lên, lý do họ cất cao lên để tránh, một là họ nó có 4 cái chân, mà mỗi cái chân như vậy họ chế nước xung quanh để kiến thì con này con kia không có leo lên được. Và tức là cái chân đó họ có xây cái nước xung quanh đó, thưa quý vị. Đã nước xung quanh mình phải có phần sự mình tưới nước, nhưng mà thỉnh thoảng thì rắn cũng thể bò lên, nhưng mà rắn thì nó ít bò lên. Chúng tôi chỉ gặp một lần có con rắn bò vào trong hồng thôi, phần lớn không còn. Nhưng mà cái nhà sàn ở trên đó thì gió mát, và người Thái đó họ cất những cái tỉnh thức chưa tăng tu đó, thì tương đối đẹp. Người ở bên Mỹ mới qua thích lắm, và ở nhà sàn ở chỗ cao rồi chung quanh. Chúng tôi nhớ lúc đó gần chỗ gốc chưa được có một cây me rất là dễ thương này. Thì không hiểu tại sao mà khi chúng tôi và sư Sona mà qua bên đó ở đó, thì cả hai chúng tôi đều được ở hai cái tỉnh thức rất là đẹp, mà đẹp đến nỗi mà ngày hôm sau đi khất thực đó, thì Sona hỏi sư Sona, hỏi một Canada, hỏi chúng tôi về chứ cái cốc mà sư được ở có đẹp không, thì chúng tôi nói thực sự là không dây vào đâu được hết. Thì Sona cũng nói rằng cái cốc của tôi cũng thích lắm, hai người mình thật sự là cũng may mắn, cũng có phước đó. Và khi chúng tôi đi khất thực về đó, thì trên đường về, tại vì ở trong chùa đi khất thực là có 5-6 con đường, 5-6 cái làng khác nhau, và trên đường về thì gặp nhau ở một cái chặng đường hơn 2 cây số từ đó đi vào trong chùa đó. Thì hôm đó chúng tôi lại gặp ngài cả, và ngài cả ngài hỏi mới qua rồi có sống an lạc không, thì chúng tôi mới trả lời với ngài rằng dạ sống rất là an lạc, và đặc biệt rất là thích cái thất mà được giao, là nhìn nó thoải mái mà nó hoan hỉ lắm. Ngài cười. Ngày cười, chúng tôi cũng biết ngày cười cái gì. Nhưng mà được 3 tháng sau đó, thì trong một cái buổi lễ Bồ Tát, chúng tôi lại học thêm một điều rất quan trọng, là chưa ăn ở trong chùa thì không có được ở một chỗ mà ở hoài. Dạ, chưa ăn không ở chùa ở hoài. Mà cứ mỗi 3 tháng phải thay đổi cái thất của mình một lần. Thay đổi một cách, thí dụ như ở trong chùa có 47 cái thất thì sẽ bốc thăm. Dạ. Đem 47 cái thăm ra, bốc thăm. Thì ngoại trừ ngày cả thì có cái chỗ mà ngày cần giảng mỗi ngày thì ngày ở chỗ đó cố định thôi. Còn vị phó cả và tất cả chư tăng đều phải bốc thăm hết. Thì từ cái chỗ mà mình thích đó là chuyển qua chỗ mình không thích chỗ nào hết. Tức là nói theo tiếng Việt Nam gọi là hên xui thôi. Dạ. Thì thưa quý vị, chúng tôi thật sự cũng là lần đầu tiên cũng hơi có chút ngỡ ngàng, chút khủng khẩn và chút cảm thấy nó không có vui, là cái chỗ mình ở sao thấy an lạc quá, phải đi ở đây luôn. Nhưng mà rồi đổi qua chỗ mới nó xa hơn, và cái chỗ đó nó có mùi tre mà nó kêu kẹt kẹt từ sáng. Nhưng mà sau một thời gian hơn 8 tháng ở đó, dần dà chúng tôi nhận ra đó là một cái sống rất là thích hợp, để chúng ta không có mọc rễ, để chúng ta không có tạo ra cái mà mình thích. Cái sợ nhất của một người đi tu đó, và sợ nhất người đi tu tức là sống bám rễ, tức là mình sống luôn luôn mình tạo ra cho mình một cái gì đó mà mình rất là thích thú. Thưa quý vị, nãy giờ chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi không có nhìn đồng hồ, xin lỗi quý vị nhé, là quá trễ rồi. Bây giờ xin lỗi. Bây giờ thì
Chúng tôi xin nói tóm tắt rồi để kết thúc chương trình hôm nay. Đó là cái sức mạnh nội lực của chúng ta nó nằm ở chỗ như vậy, là nếu mình càng kiêu dũng chính bản thân mình thì mình càng yếu, và mình càng yếu về nội lực là chúng ta và mình chiêu chuộng, tức là một cái sống lợi dưỡng. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Thì mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn cử bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Lực. Kính đại lễ sư Trung Đức thân chào tạm biệt Phật tử. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thay. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, tung tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc, điểm trời cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Oh.
Thank you.